mừng vui lên, Chúa đã sống lại thân rồi. Mừng vui lên, Chúa đã sống lại dạng người. Vinh quang từ thánh giá, Alleluia. Mừng vui lên, Chúa chiến thắng từ thân rồi. Mừng vui lên, Chúa chiến thắng muôn tội đời. Đây là đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Chúa đã sống lại thân rồi, mừng vui lên. Kính mời quý thính giả nghe chia sẻ lời Chúa của Linh Mục Peter Lê Thanh Quang và audio sách đạo. Từ thân rồi, mừng vui lên, Chúa chiến thắng muôn tội đời. Vinh quang từ thánh giá, Alleluia. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, Tê-pha-nô nói với dân chúng, các kỳ lão và luật sĩ rằng, hỡi những tên cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia. Các ngươi luôn luôn chống đối thánh thần. Cha ông các ngươi làm sao, các ngươi cũng vậy. Có tiên tri nào mà cha ông các ngươi lại không bắt bớ? Họ đã giết những người tiên báo về việc đấng công chính sẽ đến. Đấng mà ngày nay các ngươi đã nộp và giết chết. Các ngươi đã lãnh nhận lề luật do thiên thần truyền cho, nhưng đã không tuân giữ. Nghe ông nói, họ phát điên lên trong lòng, và họ nghiến răng phản đối ông. Nhưng Tê-pha-nô đầy thánh thần, nhìn lên trời đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa, và Đức Giê-xu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông đã nói rằng, kìa, tôi xem thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Bấy giờ họ lớn tiếng kêu la và bịt tai lại, và họ nhất tề xông vào ông. Khi lôi ông ra ngoài thành, họ ném đá ông, và các nhân chứng đã để áo của họ dưới chân một người thanh niên tên là Sao-lô. Rồi họ ném đá Tê-pha-nô. Đang lúc ông cầu nguyện rằng, lạy Chúa Giê-xu, xin đón nhận tâm hồn con. Thế rồi ông quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên rằng, lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này. Nói xong câu đó, ông đã an giấc trong Chúa. Còn Sao-lô thì đã tán thành việc giết ông Tê-pha-nô. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, Thầy sẽ sai thần chân lý đến cùng các con. Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Alleluia, Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu, Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài?
Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc như đã chép rằng, người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Chúa Giêsu đáp, thật ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật từ trời xuống, và ban sự sống cho thế gian. Họ liền thưa với Ngài rằng, thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Chúa Giêsu nói, chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, qua đoạn Kinh Thánh Phúc Âm Thánh Gioan chương 6, từ khởi đầu của chương 6 là Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn no, không kể đàn bà con nít. Rồi sau đó, Chúa bỏ cái vùng đó, để các môn đệ xuống thuyền, và rồi đi đến Capernaum. Người ta đã đi thuyền đến trước, và có những người đi bộ đến trước, đón Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã dẫn đưa họ từ cái việc tìm dấu lạ và được ăn bánh no nê sang một cái đời sống cao hơn, không phải vì những củ ăn hay hư nát cho thân xác mà thôi. Còn cái củ ăn cho linh hồn đó là đấng có quyền ban sự sống, mà Ngài sẽ ban cho chính là thịt máu của Ngài. Cho nên trong đoạn này chúng ta nghe tiếp cái đối thoại giữa Chúa Giêsu và dân chúng để Ngài dẫn đưa họ đến một đời sống cao hơn cho cuộc sống vĩnh cửu mà chính Chúa Cha đã ban cho nhân loại là con một chí ái của Ngài, là Chúa Giêsu Kitô. Ở đây họ đòi dấu lạ gì để cho họ tin Ngài là đấng mà họ cần phải tin vào Ngài. Môi-se đã cho họ ăn manna ở trong sa mạc. Đó là hình ảnh mà Chúa Cha ban cho nhân loại trên đường lữ thứ trần gian này đi về thiên quốc, thì Ngài ban cho chúng ta con một chí ái của Ngài là bánh ban sự sống đời đời. Và Chúa Giêsu xác nhận cho họ không phải Môi-se đã cho họ manna hay là bánh từ trời, mà chính Chúa Cha ban cho. Dù là manna cũng là Chúa Cha ban cho, nhưng mà cao hơn nữa là từ trời mà đến. Bánh từ trời phải từ trời mà đến, và có khả năng ban sự sống cho thế gian này. Và họ đã xin Chúa Giêsu cho họ cái loại bánh để có sự sống đời đời như vậy. Thì Chúa Giêsu đã xác nhận, chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Chúa Giêsu xác nhận chính Ngài là bánh từ trời mà Chúa Cha ban cho nhân loại. Và dĩ nhiên là phần sau chúng ta sẽ tiếp tục nghe về cái phản ứng của dân chúng là họ không hiểu và cũng không thể chấp nhận được. Họ không hiểu Chúa Giêsu nói về bí tích thánh thể. Họ đã nghĩ đến Chúa Giêsu nói trực tiếp về thịt máu của Ngài, mà họ không thể nào có thể ăn thịt sống của một con người đang sống như vậy. Ở đây Chúa Giêsu muốn nói tới một tình yêu trao ban trọn vẹn thịt máu của Ngài đích thực qua bí tích thánh thể, mà Chúa Giêsu sẽ thành lập bí tích thánh thể vào chiều thứ năm tuần thánh, trước khi Ngài dâng chính mình trên thập giá vào thứ sáu tuần thánh. Thì ở đây chúng ta xác nhận niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu. Hành động của đức tin là sẵn sàng tin vào Chúa Giêsu để thay đổi cái suy nghĩ của mình và bắt đầu một hành động theo Đức Kitô. Đức Kitô đến để phục vụ thì mình cũng phải đến để phục vụ, chứ không phải được phục vụ. Đức Kitô đến
để đem những cái gì tốt nhất cho nhân loại là mang sự sống đời đời cho nhân loại. Chúng ta đón nhận cái tin vui là đón nhận chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa quyền năng đã đến trần gian và Ngài có quyền ban sự sống cho những ai tin vào Ngài. Ngài dẫn đưa chúng ta qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Cho nên Kitô hữu là liên kết mật thiết với Chúa Giêsu, không phải là chỉ tin trên môi miệng, mà đây là một hành động liên kết giữa ngôi vị của mình với ngôi vị của Chúa Giêsu, với tất cả sự hiểu biết tự do lựa chọn đến với Chúa Giêsu, và không phải chỉ là một sự hiệp thông rồi dừng lại ở đó, mà để cho Chúa sử dụng chúng ta như Ngài muốn. Ngài giao cho chúng ta cái sứ mệnh tiếp tục loan báo tin mừng của Chúa cho muôn dân. Ngài muốn cho chúng ta liên kết mật thiết với Ngài để mang tình yêu của chính Đức Kitô ra đi phục vụ và làm mọi việc cho anh chị em của mình trong tình yêu của Đức Kitô, để không phải là chúng ta làm nữa, mà là chính Chúa Kitô làm trong mỗi người chúng ta. Cho nên khi hiệp thông với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, không phải chúng ta sống nữa, mà để cho Đức Kitô sống trong mỗi người chúng ta. Nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa, chúng ta được khăng khít nên một với Chúa Giêsu một cách trọn vẹn và dám làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa, như trong bài đọc 1. Thánh Tê-phanô sau khi bị những người lãnh đạo Do Thái giáo và nhóm của Phao-lô, lúc đó gọi là Sao-lô, đi bắt bớ, và họ đã làm chứng gian rồi nói là Tê-phanô nói lộng ngôn, phá đổ lề luật Môi-se để có cớ giết Tê-phanô. Nhưng mà Thánh Tê-phanô đầy tràn Thánh Thần của Chúa, cho nên đã nói trong Thánh Thần tình yêu của Chúa, làm chứng nhân cho Đức Giêsu Kitô và giao phó hồn xác của mình cho Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn con, và theo gương mẫu của Chúa Giêsu là xin Chúa tha thứ cho họ. Và trong đó có Sao-lô, kẻ dự áo cho những người ném đá Tê-phanô cho đến chết. Hình ảnh của một Kitô hữu làm chứng nhân cho Chúa Kitô bằng chính mạng sống của mình. Ngày nay không có những cái vụ bắt bớ một cách quá khủng khiếp bằng cách sát hại người khác, nhưng mà vẫn có nơi này nơi nọ những người khủng bố, những người quá khích tấn công vào những người tin vào Đức Kitô. Nhưng mà trên tất cả là toàn thế giới chịu cái thử thách khác, thử thách ngay trong tâm hồn của mình, để chấp nhận thua thiệt, chấp nhận đi theo Đức Kitô là chấp nhận thua thiệt với trần gian, chấp nhận hy sinh vì yêu Đức Kitô, mà không chạy theo trào lưu của xã hội trong việc lấy tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian, địa vị xã hội làm trung tâm, mà lấy chính Đức Kitô làm trung tâm cuộc sống của mình, để theo gương mẫu của Đức Kitô thực hiện ý của Chúa Cha, thì chấp nhận có hy sinh ý riêng của mình hoàn toàn, đầu phục ý muốn của Chúa Cha, không dừng lại ở cái chỗ để được một cái gì của trần gian, mà để cho chúng ta hoàn toàn theo Đức Kitô 100%, để Đức Kitô thực sự chiếm hữu chúng ta, vì chúng ta là giá máu của chính Đức Kitô đã chết vì yêu chúng ta. Cho nên chúng ta đáp trả trọn vẹn cái tình yêu của Đấng đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá, và nên một với Đức Kitô qua bí tích rửa tội, qua bí tích thánh thể, chúng ta thực hiện ý muốn của Chúa Cha, lấy Chúa là trung tâm cuộc sống của mình, thì chúng ta sẵn sàng hy sinh ý riêng của mình, không còn chạy theo trào lưu của xã hội và tranh chấp những cái hơn thua quần áo, xe cộ, nhà cửa hoặc là những cái địa vị của xã hội, rồi gây ra bao nhiêu cái bất công cho gia đình, cho xã hội của chúng ta, và nhiều thứ tội ác khác khi con người lấy mình làm trung tâm với những độc tài ích kỷ, thì biết bao nhiêu sự dữ đã xảy đến cho con người. Ngày nay chúng ta theo Đức Kitô sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng phục vụ vô điều kiện
sẵn sàng làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Có như vậy, đời sống của chúng ta đang ở giữa những thử thách rất là cao điểm. Chúng ta vẫn luôn luôn lựa chọn ý muốn của Thiên Chúa Cha. Vì Đức Kitô còn một chí ái của Ngài, Ngài đã ban cho chúng ta, cho nên không còn gì mà Ngài không ban cho chúng ta. Do đó chúng ta tin vào lời của Đức Kitô và tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho từng người chúng ta. Chúng ta sống trọn vẹn, đáp trả tình yêu của Chúa, để đời sống của chúng ta xứng đáng là những người con luôn luôn làm đẹp lòng Cha của chúng ta trên trời. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu thì chúng ta không hề đói, không hề khát, bởi vì Ngài là chân lý, là đường, là sự thật, là vua tình yêu, để chúng ta được yêu thương vô điều kiện, yêu và được yêu bằng tình yêu vô điều kiện, tình yêu vĩnh cửu mà Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta. Thế gian không thể ban tặng được, và không có gì có thể so sánh được với tình yêu của Thiên Chúa mà Ngài đã trao ban cho chúng ta, tình yêu đó qua Đức Giêsu Kitô. Và Thánh Thần tình yêu mới làm cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, để chúng ta sống, chúng ta đáp trả trọn vẹn tình yêu của Chúa. Xin Thánh Thần tình yêu hãy đến trên từng người chúng con, để canh tăng lại bộ mặt thế giới, để thay đổi lòng người, quay hướng về Chúa, yêu mến Chúa và yêu thương nhau, để làm cho con người không còn đam mê trong cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, dâm ô và mọi thứ danh vọng hão huyền của trần gian nữa, mà từ đây hoàn toàn sống cho Chúa như các vị thánh đã trải qua, như mẹ Teresa Calcutta đã trải qua những khó khăn nhưng luôn luôn phục vụ Đức Kitô qua những người nghèo nhất trong những người nghèo, và bao nhiêu vị thánh như Thánh Teresa hài đồng Giêsu sẵn sàng dâng trọn vẹn cuộc đời của mình, tuổi thanh xuân của mình, để sống đúng cái tình nghĩa của một người con với Cha trên trời. Mỗi ngày nhiều hy sinh dâng lên cho Thiên Chúa, vì thước đo của tình yêu đích thực là sự hy sinh mỗi ngày. Hy sinh ý riêng của mình, hy sinh phục vụ trong đời sống mỗi ngày bằng những việc rất là nhỏ mọn, nhưng làm tất cả ở trong tình yêu của Chúa. Có như vậy, đời sống của từng người chúng ta không còn là những người sống cho mình một cách ích kỷ nữa, mà hoàn toàn 100% sống cho Chúa và trong tình yêu của Chúa, ra đi phục vụ và làm những gì tốt nhất cho anh chị em của chúng ta giữa xã hội đầy ích kỷ và thử thách ngày hôm nay, để đời sống của chúng ta không rơi vào những cạm bẫy của ma quỷ, làm cho con người chúng ta bị xáo trộn bởi những tin tức giả tạo, và làm cho con người lo sợ và chỉ thủ cái lợi một cách ích kỷ cho riêng mình. Trong thế giới này, hơn bao giờ hết, chúng ta hãy lựa chọn theo lối sống của Đức Kitô, nên một với Đức Kitô qua bí tích thánh thể và qua lời dạy cũng như gương mẫu của chính Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Chúng ta cũng sẵn sàng đáp trả tình yêu của Chúa và mang tình yêu này ra đi phục vụ anh chị em bên lề xã hội, những anh chị em của chúng ta đang gặp thử thách gian nan trong thế giới này, để tình yêu Đức Kitô được lan tỏa giữa mọi người trên toàn thế giới. Amen. Come.
là mình và máu Thánh Chúa, nguồn hạnh phúc trường sinh, nguồn ơn thiên cứu độ. Bánh diều đã trở thành thịt máu người, Chúa ở giữa trần gian từng sớm tối. Hỡi những ai khôn khó về đây, Chúa sẽ ban sức sông nồng say, muôn đời được kết liên với Ngài. Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 16 tháng 4, lễ Thánh Bernadette Soubirous, trinh nữ, sinh năm 1844, qua đời năm 1879. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Bernadette Soubirous, trinh nữ, qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Bernadette Soubirous sinh năm 1844, là con cả trong một gia đình thợ xây bột rất nghèo ở Lộ Đức, thuộc miền Nam Pháp Quốc. Gia đình sống ở tầng hầm một khu nhà tồi tàn. Ngày 11 tháng 2 năm 1858, Đức Mẹ hiện ra với Bernadette ở một hang động trên bờ sông Gave gần Lộ Đức. Bernadette lúc đó 14 tuổi, là một cô bé đạo đức, nhưng học hành chậm hiểu nên vẫn chưa được rước lễ lần đầu. Sức khỏe yếu vì Bernadette bị hen suyễn từ nhỏ. Đức Mẹ hiện ra với Bernadette cả thảy 18 lần. Lần cuối cùng vào chính ngày lễ Đức Mẹ Camelo, ngày 16 tháng 7. Người ta nghi ngờ điều Bernadette kể lại, nhưng thị kiến hàng ngày của Bernadette về một phụ nữ đã làm cho rất nhiều người tò mò. Bernadette giải thích rằng Đức Mẹ đã dạy cô bé xin xây một nhà nguyện ở ngay chỗ Đức Mẹ hiện ra. Có nhiều người đến rửa và uống nước ở chính nơi mà Bernadette được hướng dẫn nhờ người đào. Theo Bernadette, Đức Mẹ là một cô gái khoảng 16-17 tuổi, mặc áo dài trắng, có giày thắt lưng xanh, ở chân có những hoa hồng vàng, tay phải có tràng hạt lớn. Ngày 25 tháng 3, Đức Mẹ nói với Bernadette, "Ta là mẹ vô nhiễm." Khi đó Bernadette mới nhận ra đó là Đức Mẹ. Vài lần thị kiến được kiểm tra kỹ lưỡng xem có thật là Đức Mẹ vô nhiễm hiện ra hay không. Lộ Đức là một trong những nơi khá nổi tiếng nhất về đền thờ Mẹ Maria, thuộc
thu hút hàng triệu khách hành hương mỗi năm. Nhiều phép lạ được ghi nhận tại đền thờ này và dòng nước ở đó. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, năm 1862, giáo hội đã xác nhận việc Đức Mẹ hiện ra. Khi sinh thời, Bernadette chịu khổ nhiều vì bị người ta khinh bỉ và lùng sục, đến nỗi các nữ tu phải bảo vệ trong tu viện. 5 năm sau, Bernadette xin vào dòng Đức Bà. Sau một thời gian bị bệnh, Bernadette lại có thể đến Lourdes và vào nhà tập. Nhưng mới được 4 tháng, Bernadette đã được nhận các nghi lễ của giáo hội và được tuyên khấn. Bernadette trở thành y tá tôn giáo và người giữ đồ thánh, nhưng sức khỏe yếu vì bệnh mãn tính. Bernadette qua đời vào ngày 16 tháng 4 năm 1897 lúc 35 tuổi và được phong thánh năm 1933. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý vị cùng nghe và suy niệm thông điệp của Đức Mẹ, nguyên tác To the Priest, Our Lady Beloved Son, tác giả linh mục Don Stefano Gobbi, do Joan Maria Vũ Sơn Bảo chuyển ngữ, Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, qua giọng đọc của Anna Thúy An. Thông điệp số 2. Ngày 8 tháng 7 năm 1973, khai sinh phong trào. Con đừng đọc báo, cũng đừng xem truyền hình, mà hãy luôn mãi ở bên trái tim mẹ để cầu nguyện. Không có việc gì khác phải lưu tâm hay là việc quan trọng đối với con, ngoài việc dành thời gian sống với mẹ và vì mẹ. Giờ đây, phong trào Linh Mục Thánh Mẫu được khai sinh nhưng qua yếu đuối và nhỏ bé. Nên để phát triển, cần phải cầu nguyện nhiều. Con phải sống chỉ vì việc này. Con sẽ không tìm được hứng thú hay an ủi nơi việc nào khác. Qua thông điệp số 2, ngày 8 tháng 7 năm 1973, phong trào Linh Mục Con Cưng của Mẹ. Mẹ muốn người con của mẹ, mẹ chọn cha Gobbi. Mẹ mời gọi người con này hãy luôn ở trong trái tim mẹ bằng cách nào? Bằng cầu nguyện. Cầu nguyện liên lỉ để luôn luôn ở bên mẹ và nhờ mẹ dẫn dắt, không để cho
radio, TV, phim ảnh, sách báo hoặc là cái nền văn hóa sự chết ngày hôm nay, internet, mọi thứ đang lôi cuốn làm không còn giờ cho Chúa nữa. Vì vậy, khi ở trong trái tim mẹ bằng sự cầu nguyện, một người yêu mến mẹ của mình sẽ lẳng quẩn ở chung quanh mẹ của mình và nói chuyện thân tình với mẹ của mình tất cả mọi cái. Và phong trào linh mục của mẹ, phong trào đã bắt đầu từ đây với người con thật là bé nhỏ, cha góp biệt, và mẹ đã xa cha đi khắp nơi trên thế giới để kêu gọi các linh mục trước tiên quay về tụ họp chung quanh mẹ như mẹ đã tụ họp các tông đồ khi Chúa Giêsu về trời, để cầu nguyện xin Chúa Thần đến trên các tông đồ và các ngài ra đi rao giảng tin mừng của Chúa. Và khi Thánh Thần đã đến, mẹ đã cảm nghiệm được, đã sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa, mẹ thụ thai Chúa Giêsu bởi phép Chúa Thánh Thần, thì các tông đồ cũng sẽ được Chúa Thánh Thần tác động để yêu mến Chúa Giêsu, để sống chết với Chúa Giêsu và làm nhân chứng cho Chúa Giêsu mà loan báo tin mừng của Chúa trên toàn thế giới. Vì vậy, tận hiến cho mẹ là chúng ta phải có giờ ở bên mẹ, lần chuỗi mân côi cầu nguyện với mẹ, đọc lời Chúa và suy niệm cuộc đời Chúa Giêsu và công việc của mẹ trong chương trình cứu độ của Chúa, để chúng ta lắng nghe Chúa Thánh Thần tác động, hướng dẫn chúng ta hiểu được ý muốn của Chúa, và trong trái tim của mẹ chúng ta yêu mến Chúa Giêsu hết tâm hồn chúng ta thuộc trọn về Chúa, chúng ta sống cho Chúa, chúng ta làm mọi việc vì Chúa. Cho nên phong trào được khai sinh từ một người con bé nhỏ, cha góp bì, và trong âm thầm cha đã đi khắp nơi trên thế giới dưới sự hướng dẫn của mẹ để làm thành một phong trào trên toàn thế giới như ngày hôm nay. Xin mỗi người chúng ta cùng tận hiến cho mẹ. Cùng chúc trinh vương không hề nhiễm tội truyền, thật mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ Thiên Chính trọn đời. Cùng chúc trinh vương là có tính ơn thiêng, mẹ đã hy sinh hiệp thông để cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria, ai là không được mẹ thương đến, khốn thay nhân loại mẹ đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima, con nguyện xin đền ta yêu mến, muốn hy sinh nhiều yên vui mẹ thời ưu phiền, muốn hy sinh nhiều yên vui mẹ thời. Xin thông báo, Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót đã thực hiện xong audio truyện Đức Mẹ, các thánh nghe trên máy radio MP3. Anh chị em có thể dùng máy này làm quà tặng cho người thân, bạn bè trong các dịp lễ, Tết. Muốn order máy, xin gọi cho chị Lan Chi số 405-973-6348 hoặc email
radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị tác phẩm Tiếng Hát Lộ Đức. Theo nguyên tác The Song of Bernadette, tác giả Franz the Fowler, do Linh Mục Thomas Trần Ngọc Túy, dòng Đa Minh chuyển ngữ và đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, với giọng đọc của Anna Thúy An và Cecilia Vân Yên. Ông thị trưởng Lacade tươi cười vì hài lòng. Trên bàn giấy của ông là bản phúc đáp của người bạn về chế độ thủy trị của nguồn nước Massabielle. Tất cả các nguyên tố có lợi đều hiện diện trong nước mạch. Chlorine, calcium, magnesium nồng độ cao. Carbonate và sodium cũng có mặt. Bản phúc đáp kết luận: khoa học y tế chẳng bao lâu nữa sẽ xếp hạng mạch nước Massabielle đứng hàng thứ nhất trong các nguồn suối chữa bệnh ở nước ta, hơn cả Vichy. Vì ích lợi tương lai vĩ đại của thị trấn, Massabielle bây giờ phải được bảo vệ cẩn mật, an toàn tối đa. Chính quyền sẽ tước đoạt nó khỏi tay bà khách lạ vào lòng mê tín dị đoan của thường dân. Nhà nước tới nay đã thất bại. Giáo hội đã thất bại trong việc này. Cả hai đều khiếp sợ phong trào bình dân. Cả hai đều sụp đổ khi đối diện với đám đông 2 vạn người. Nhưng lần này thị trưởng có lý do mạnh mẽ hơn nhiều, tức công việc kinh doanh nhiều lợi tức. Ông Lacade cho gọi thư ký đến. Mục tiêu là thực hiện dự định cho bằng được. Ông truyền lệnh thư ký, chép sắc lệnh này xuống. Đoạn ông bước những bước dài trên sàn văn phòng, như thể một ông tướng thắng trận. Căn cứ vào khoản luật ngày 22 tháng 12 năm 1789 và khoản luật ngày 24 tháng 8 năm 1790, khoản luật ngày 18 tháng 7 năm 1837. Tôi chỉ thị như sau. Thứ nhất, tuyệt đối cấm từ nay cho đến khi có lệnh mới bất cứ người nào lấy nước từ mạch Massabielle. Thứ hai, một hàng rào bằng ván gỗ sẽ được dựng vững chãi trước cửa hang để ngăn cản mọi người lui tới hang. Thứ ba, những người vi phạm sẽ phải chịu hình phạt theo luật định. Đọc xong sắc lệnh cho thư ký chép, ông thở một hơi dài khoan khoái. Lệnh đóng cửa hang của ta đích thực là một cuộc đảo chính nhỏ. Nó không hề vượt qua khả năng quyền bính của văn phòng thị trấn. Như vậy, ta đã phục vụ ngài tỉnh trưởng Baron Massey hết mình. Tất cả những điều mà tỉnh trưởng cần làm là ký vào sắc lệnh đó. Điều này thì mình luôn được ngài tỉnh trưởng ủng hộ. Thành công rồi đấy chứ. Đáng lý, người ta phải đặt tôi làm thủ tướng của nội các nước Pháp mới phải. Thank you.
chương 8. Đức Giám mục Tạp, Bertrand Xavier Lawrence, muốn nói chuyện với Linh mục Chánh xứ Lộ Đức sau bữa ăn tối. Việc này là một ngoại lệ lớn, bởi giám mục rất kỵ phải xếp ngang hàng với người khác ngoài giám mục đồng nghiệp. Họ ngồi gần lò sưởi. Giám mục nói: "Tôi có vấn đề muốn hỏi cha." "Bernadette Subaru là ai?" Linh mục Perelman nhìn xuống sàn nhà tư lự, rồi ngẩng lên nhìn bề trên của mình, nhăn nhó nói: "Thưa Đức Giám mục, thành thật, lúc đầu con coi cô bé đó là một người lừa dối thiên hạ. Lúc khác thì lại nghĩ rằng nó là một đứa trẻ điên khùng. Cuối cùng, con phải thừa nhận con nhà Subaru là máng chuyện ơn lành và là kẻ thực hiện phép lạ thật sự." Đức Giám mục nghe xong chỉ lên bàn viết: "Tôi nhận được lá thư của đại tướng về hưu Vu Du. Ông ta yêu cầu tôi phải thận trọng bảo vệ thanh danh của hội thánh. Ông ta đề cập đến cùng vấn đề mà chính quyền đã nói rất nhiều lần. Tôi cũng được nghe hoàng đế đã biết tới sự kiện Masabiel. Đại tướng có người con gái đang tu ở dòng Nevers. Dì ấy dạy học ở Lộ Đức. Có lẽ cha biết rõ gì nữ tu ấy." Đôi mắt linh mục Perelman xem ra có chút không hài lòng. "Dạ thưa đức cha, con biết rõ gì ấy và có ấn tượng gì đối xử với Bernadette tồi tệ." Đức giám mục tiếp: "Tôi được người ta mách, dì ấy rất đáng tin cậy trong dòng về đủ mọi mặt, còn nổi tiếng khôn ngoan nữa là đằng khác. Vậy thì tại sao khi không có lý do dì lại đối xử tệ với cô gái?" Linh mục chánh xứ trả lời: "Thưa đức cha, tiếp xúc với dì Vu Du thì không có gì đặc biệt, nhưng tiếp xúc với Bernadette thì khác hẳn. Con không hiểu điều chi ở đứa bé làm cho nó tinh khôn hơn là những đứa trẻ đồng trang lứa. Nó là đứa trẻ thường khi chẳng có chi khác biệt với các trẻ khác, nhưng với trí khôn đơn sơ, bỗng nhiên em nói những câu làm cho con thức suy nghĩ suốt cả đêm. Thưa đức cha, nhìn đôi mắt em khi nói, con có cảm giác em hoàn toàn thuộc về lẽ phải và sự thật, đến nỗi bắt buộc con phải chào thua xấu hổ." Đức giám mục trả lời: "Thế ra cha đang hết lời ca tụng đứa con gái của nhà ông Subaru hả?" "Dạ thưa đức cha." Linh mục Perelman lấy lại phong độ bình tĩnh: "Con đến đây với Đức Giám mục là để xin Đức cha giúp đỡ cho. Hiện thời giáo xứ Lộ Đức của con đang sống trong nghi ngờ lộn xộn. Những chiếc đầu tỉnh táo và sáng sủa thì chẳng còn biết suy nghĩ ra sao nữa. Lộ Đức đã trở nên một bãi chiến trường rồi. Hôm qua, cảnh binh nhà nước đã rút gươm chống lại thường dân, những người đàn ông, đàn bà, con trẻ vô tội. Xin Đức Giám mục hãy làm sáng tỏ vấn đề bằng cách triệu tập một ủy ban tra xét." Đức Giám mục ném mạnh thập giấy xanh xuống bàn, nói: "Đấy, dự án thành lập ủy ban điều tra đấy." Linh mục Perelman lạc quan hơn: "Bao giờ khởi sự làm việc thưa đức cha?" Đức Giám mục giận dữ trả lời: "Chẳng bao giờ cả, lạy Chúa. Thiên hạ thì khao khát phép lạ, nhưng nhiều người thì chẳng muốn tin. Họ muốn bằng chứng chắc chắn như khoa học và được phép lạ bảo vệ. Nhưng Thiên Chúa toàn năng rất hiếm khi ban phép lạ. Cho nên, vào giây phút năm tháng tiện nhân này làm giám mục tạp, ủy ban điều tra chỉ chính thức chấp nhận một khả dĩ xác thực của biến cố siêu nhiên, chứ không phải là khả dĩ mơ hồ. Tôi chỉ dám tuyên bố như vậy khi mọi lý giải tự nhiên bất lực." Rồi giám mục kết thúc: "Nếu như bà khách lạ ở hang Masabiel đích thực là Đức Trinh Nữ Maria đầy diễm phúc,
thì tôi sẽ làm việc đền tội và xin Đức Mẹ tha thứ. Điều này chỉ thẩm quyền Roma chuẩn nhận. Còn hiện thời, bổn phận của tôi là giám mục Tạp phải hết sức cứng rắn và làm mọi sự trở nên cực kỳ khó khăn cho bà. Ngày tháng trôi qua nhanh chóng. Sự phản đối chung quanh các phép lạ cứ tiếp tục. Các hàng rào ván gỗ đóng kín cửa hàng Masapiel. Ngày đêm, lính vệ binh canh gác nghiêm ngặt. Dân chúng khắp miền Pyrenees cay đắng tin rằng ba khách lạ chữa lành và ban ơn đang bị cảnh sát cầm tù một cách hỗn xược và vô lương tâm. Giải phóng bà là bổn phận và danh dự của dân làng. Ban đêm, vài trai tráng nhiệt tâm đã lẻn vào hang, lùa cho lính gác chia trí lùi ra xa, rồi đốt sạch các hàng rào bằng bùi nhùi tấm nhựa thông. Sau 4 lần phá hoại như thế, thì các thợ mộc khắp vùng đã từ chối dựng lại hàng rào. Dù người ta tìm thuê các thợ ở nơi khác tới, họ đến, nghe chuyện và bỏ đi. Các linh canh phải tự mình làm lấy. Thị trưởng Lacade nhăn răng cười khi các ủy viên đại diện chính quyền lúng túng và chia sẻ về vấn đề Massapiel. Mẫu nước mạch mới đã đến tay nhà phân tích Fion, giáo sư đại học Toulouse, một uy tín lớn về thủy trị. Nếu như giáo sư khoa học gia này chuẩn nhận mẫu phân tích trước và mở rộng bản tường trình về phẩm chất chữa trị của nguồn nước, thì ông thị trưởng chiếm được một chiến thắng bất ngờ, không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu óc của thị trưởng đã có một mường tượng, hàng triệu du khách đổ xô tới Lộ Đức. Những chuyến xe lửa mới được xây dựng, liên tục nhả khói kéo còi suốt các thung lũng của dãy Pyrenees. Cả dân mê ngủ nhất cũng phải thức dậy từ sáng sớm. Thị xã sẽ tấp nập những nhà buôn, khách tham quan, quán rượu, nhà trọ. Phần cô gái nghèo khó Bernadette vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Cô nhớ lại lần chia tay cuối cùng bà là hứa sẽ trở lại. Cô cũng quá rõ tính nết của bà, chẳng phải vì mấy tấm ván mà nản lòng. Phần dân chúng vẫn điên khùng quanh Bernadette vì những phép lạ lành bệnh. Đối với những nhà trí thức thì câu chuyện rất đơn giản. Bà là truyền của ta uống nước mạch và tắm rửa nước mạch đâu có chi lạ. Bà ta biết sẵn có mạch nước dưới đất và truyền cô gái đào bới lên và cô đã làm theo. Đơn giản chỉ có vậy. Tuy nhiên, cuộc sống lại chẳng đơn giản chút nào. Khách thập phương ùng ùng kéo tới Caso. Ngày một đông, ngôi nhà bé nhỏ, ẩm thấp, không thể chứa hết người hành hương. Cô gái cố gắng ẩn mình, nhưng cũng thường khi phải tiếp xúc với khách lạ thuộc đủ mọi giai tầng xã hội, giàu nghèo, sang hèn. Cô kể lại chuyện một cách máy móc, thuộc lòng, giọng kể đều đều làm cho người nghe thất vọng. Cô áp dụng phương pháp ấy để che giấu bớt thẹn thùng. Nhưng thật ra cô gái đáng thương phải thuật chuyện nhiều lần quá cho khách thập phương, dễ thường đến hàng ngàn, hàng vạn lần cùng một câu chuyện. Khách đến thăm, người nào cũng bí mật cho tiền bạc. Nếu nhận, thì gia đình Subaru nhanh chóng trở thành giàu có. Nhưng Bernadette cương quyết từ chối, không nhận của ai, dù một xu nhỏ. Cô gái cũng ngăn cấm cả gia đình, nhất là mấy em nhỏ không được tham lam mà nhận. Việc này là điều Bernadette không hề thay đổi ý kiến. Vì thế, gia đình vẫn nghèo và lam lũ như trước khi cô xem thấy bà khách lạ. Vì thế, hố sâu giữa cô và gia đình ngày càng rộng lớn. Ông Francois sau các giờ làm việc thường lén đến quán rượu Bebou
ngồi trầm ngâm trong một góc khuất. Bà Louise trở nên khó tính và hay cãi cọ. Đôi khi Bernadette dịu dàng, e thẹn nói chuyện với mẹ. Nhưng lạ lùng, những lúc ấy bà xem ra cứng cỏi với con. Về sau, bà trở nên hoàn toàn đáng thương và hay khóc. Ở trường học, vấn đề còn tồi tệ hơn. John Nebody và những bạn bè khác thì thay đổi cách đối xử với Bernadette như chong chóng. Khi thì cung kính, lúc khác lại chế nhạo. Những giờ ra chơi, cô thường phải đứng một mình lẻ loi. Các cô giáo đơn giản làm ngơ, chẳng để ý đến sự có mặt của đứa học trò trông thấy bà cách lạ. Giáo quyền chưa lên tiếng, cho nên những bộ óc trí thức chưa dám chấp nhận vị trí của Bernadette. Nhà trường bế giảng vào ngày 15 tháng 7 năm 1858. Ngày hôm sau, khi chuông nhà thờ Thánh Phêrô điểm 15 phút quá 7 giờ, Bernadette có linh cảm một câu hỏi vĩnh cửu: khi nào? Và câu trả lời là ngay lúc này. Một động lực mạnh ghê gớm đã thúc đẩy trong tâm can cô gái. Hôm ấy, cô không muốn có bất cứ ai đi theo. Nhưng việc cô chạy vội vàng đã làm người ta lưu ý, và tin tức nhanh chóng loan truyền từ nhà này sang nhà khác. Bernadette đang ra hàng. Thung lũng sông Gave tràn đầy ánh sáng rực rỡ của buổi chiều vàng. Đám đông cứ mỗi lúc một nhiều lên. Trong đó có gia đình Subaru, các dì Castro, gia đình Nicolaus. Vây quanh Bernadette quỳ, đúng nơi lần đầu tiên mà cô đã quỳ. Lúc này lần đó, xem ra đã quá lâu rồi. Tất cả cô gái xem được là phần trên của cái hang. Phần dưới đã bị hàng rào ván gỗ che khuất. Bernadette đưa mắt nhìn quanh quẩn để có thể xem thấy bà cách lạ mà lòng cô vẫn yêu mến và khát khao. Cô nhìn xuống bờ sông Gave và cũng đưa tay dụi mắt như lần đầu tiên. Mặt cô trở nên xanh xao như đã chết. Da mặt coi dễ sợ. Hai con mắt căng ra nhiều hơn, to hơn. Cô hô lớn: bà lạ kia rồi! Bà lạ đứng ở phía cửa hang gần bờ sông. Lần đầu tiên, đôi chân trần giống như thạch ca của bà khách đụng mặt đất. Trông dáng của bà trẻ khỏe hơn những lần gặp gỡ trước. Giống hệt như hôm 11 tháng 2, mảnh mai và huyền ảo. Trong suốt nửa tháng gặp gỡ, bà khách lạ luôn luôn có các chương trình và nhiệm vụ cho Bernadette. Hôm nay, bà không có ý định nhiệm màu nào để làm phân tán sự kết hợp yêu thương giữa hai người nữa. Bernadette được hưởng trọn vẹn tình yêu mến của bà lạ. Cô dang rộng hai tay một cách chậm chạp và chúng rủ xuống. Cô gái lục lọi tìm kiếm cổ tràng hạt màu đen. Bà khách lạ lắc đầu, lấy ngón tay để ngang lên miệng. Bernadette chẳng còn nghị lực để ngăn cản câu hỏi định mệnh. Thưa bà, đây có phải là lần cuối cùng? Thật sự là lần cuối cùng không? Bà lạ mỉm cười yên ủi như muốn nói: nơi chúng ta không có lần cuối cùng. Dù vậy hôm nay, chúng ta nói lời tạm biệt lâu dài. Con ở trong thế gian, và ta cũng ở trong thế gian. Bernadette không hỏi nữa, và đi vào một giấc chiêm niệm sâu thẳm hơn mọi khi. Cô gái ngắm nhìn, như muốn đổ đầy linh hồn bằng hình ảnh của bà khách lạ. Như muốn thu hút lấy toàn bộ thị kiến, chống lại những ngày tháng u sầu,
kéo dài từ hôm nay cho đến giờ phút sau hết của cuộc đời. Ánh sáng hoàng hôn phai tàn, bóng đêm đang dần đến. Ba khách là dịu dàng, tế nhị đã chọn giây phút này để cho sự ra đi của mình trùng hợp với sự tàn phai của ánh sáng. Khi bóng hình của bà mờ dần, bà bắt đầu rút lui. Bernadette quỳ lâu hơn một chút nữa, đôi mắt cắm chặt lên cửa hang, chỗ bóng tối và ánh sáng cuối cùng vừa tan đi. Cô gái cố nán lại trên hai đầu gối ít lâu, rồi lảo đảo trỗi dậy, đi loạn choạng về phía những cây nến đang cháy sáng. Cô bé nhận ra gương mặt của mẹ. Bà âu yếm choàng chiếc áo ngắn chung quanh vai con. Gương mặt của Antoine đang đứng nhìn như dò xét. Bỗng dưng, cô gái ngã lăn xuống đất. Ngay lúc ấy, người ta nghĩ cô bé té xỉu vì vừa qua một cơn ngất trí sâu xa. Nhưng khi cô phải bắt buộc nằm trên hai đầu gối của mẹ, mở mắt to mệt nhọc nhìn mẹ, bà Subaru mới bắt đầu kêu khóc vì thương con. Mặt Bernadette vặn vọ bởi cơn hen suyễn mạnh tấn công. Sau 15 phút, cô bé mới có thể cựa quậy. Cơn bệnh bỗng dưng chấm dứt. Lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng, Antoine Nicolau bế Bernadette lên tay và cẩn trọng mang về Casso, gần 2 cây số. Người ta đi báo tin cho bác sĩ Dujou. Ông vội vàng tới và ra lệnh đưa Bernadette vào bệnh viện của các dì dòng Nevers. Ông cho biết vẫn là cơn hen suyễn cũ, nhưng bây giờ nặng hơn, gần như kiệt sức, bởi thần kinh đã làm việc quá mức. Ở bệnh viện, mặc dù sức khỏe cô gái nhỏ vẫn mảnh mai, yếu ớt, nhưng cô hồi phục rất nhanh. Chỉ vài hôm sau, gân cốt đã gần như bình thường. Hơn tuần sau, một buổi sáng, cô cảm thấy mạnh khỏe hẳn, nhưng ít nói. Cô nhảy ra khỏi giường bệnh và xin dì phụ trách cho được trở về nhà. Trong lúc gần như đợi phép để rời khỏi bệnh viện, thì linh mục chánh xứ Paramount đã đến, gọi cô gái đến trước mặt của ngài. Linh mục đã thay đổi thái độ nhiều từ khi cầm chổi dọa đuổi cô ra khỏi văn phòng của nhà xứ. Ngài như thẹn thùng nói: "Bernadette này, dĩ nhiên con có thể về nhà. Cha mẹ và các em con đang mong đợi con. Nhưng ta và bác sĩ Dujou tin rằng tốt hơn con nên ở lại nhà thương. Cha đã nói với mẹ bề trên dành cho con một căn phòng nhỏ rồi. Ở đấy con sẽ được tự do, gia đình con sẽ thăm con tùy ý. Tuy nhiên, con phải đúng giờ, ăn uống ngủ nghỉ, làm việc giải trí. Bởi vì cha và bác sĩ Dujou cho rằng con khỏe hơn là điều tối quan trọng. Con đồng ý chứ?" Bernadette khẽ gật đầu, đôi mắt to đen nhìn cha xứ bình thản. Cha xứ nói tiếp: "Hơn nữa, ở đây con sẽ tránh khỏi các khách lạ quấy rầy. Con sẽ tự do đi dạo ở trong vườn của các dì. Con có hài lòng không?" "Ồ, thưa cha, con rất hài lòng." Bernadette tươi cười nhìn cha xứ. Đây là lần thứ nhất từ tấm bé cô gái tiếp chuyện với cha xứ mà không một chút khiếp sợ. Được một nơi ẩn náu khỏi người ta làm cô bé phấn khởi. Cô đang cần một chỗ yên tĩnh để được ở một mình. Một mình với hình bóng của bà lạ. Hằng ngày Bernadette cần một việc làm để lao động như ở gia đình. Cô đã quen giúp đỡ cha mẹ làm những việc vặt, chăm sóc các em.
ở nhà thương, người ta sắp xếp cho cô phụ bếp ở nhà thương. Mọi người đều dè dặt khi tiếp xúc với cô bé gái. Họ chẳng biết phải đối xử thế nào với cô bé làm được phép lạ. Căn phòng Bernadette ở rất nhỏ, quét vôi màu trắng, nhìn ra vườn. Cô gái đã ngồi hàng giờ bên cửa sổ, đọc kinh, tư lự. Trong gian phòng có một chiếc giường hẹp và một cái khác để cho dì phụ trách ngã lưng ban ngày. Nhiệm vụ của dì này là đi kiếm bác sĩ và linh mục mỗi khi bệnh nhân trở bệnh nặng hoặc quá bồn chồn khó ở thì đến bên để an ủi. Thường thường thì công việc không có nhọc nhằn lắm, bởi lẽ ít khi có trường hợp bệnh nặng. Bernadette và dì phụ trách hỏa hoạn lắm mới bị quấy rầy về ban đêm. Tuy nhiên, khi đến phiên dì Mary Teresa Fuzu làm việc, thì hầu như suốt đêm Bernadette không ngủ được. Cô gái nằm trằn trọc, quan sát các sinh hoạt của dì bằng đôi mắt hé mở dưới ánh sáng lờ mờ của trăng rằm tháng 7. Các dì khác tới giờ nghỉ thì bỏ bớt quần áo và leo lên giường. Còn dì Mary Therese Fuzu chỉ tháo chiếc khăn trùm đầu để lộ cái sò cào trọc lóc như trái dừa lột vỏ. Dì nằm nghỉ bên trên tấm khăn phủ giường, không ngủ. Ở trên một cái bàn nhỏ bên cạnh dì có để một quả hành đào mới hái, màu đỏ, mọng nước. Tự dưng Bernadette có ý nghĩ dì đặt quả hành đào đó với mục tiêu chiến đấu, chống lại tính mê ăn uống của dì. Khi Bernadette thức giấc, dì hỏi: "Chắc chắn con dậy trễ phải không?" Bernadette liếc vội về phía quả đào đỏ, nó vẫn còn yên nguyên. "Dạ thưa dì, con xin dậy ngay đây ạ." Bernadette lễ phép trả lời và ra khỏi giường. "Đợi chút đã," dì Fuzu ngăn cản. "Dì có điều muốn nói với con. Dì được gọi về nhà mẹ ở Nevers. Ngày mai dì sẽ rời khỏi Lộ Đức. Dì không ân hận đâu. Con đã dụ dỗ đám đông ngu xuẩn, ngay cả các quan chức chính quyền. Lúc này con còn mưu tính lường gạt luôn cả cha xứ. Con thổi sáo và mọi người nhảy theo tiếng sáo của con. Chỉ trừ có một người mà thôi, đó là dì. Bởi chưng chưa bao giờ dì tin vào những điều con bịa đặt. Này Bernadette à, con nên biết rằng những người giống như con hoành hoang với những thị kiến, đào mạch nước bằng ma thuật, rồi khuấy động đám đông dùng bạo lực để chống lại chính quyền. Những người đó chắc chắn sẽ phải lên giàn hỏa thiêu." Dì Fuzu ngồi thẳng dậy nói tiếp: "Suốt đêm hôm qua dì đã cầu nguyện cho con, cầu xin Thiên Chúa cứu chữa linh hồn con khỏi nguy hiểm đang chờ đợi." Nói xong, dì cầm quả hành đào lên lòng bàn tay và rời khỏi căn phòng. Bernadette biết dì sẽ đưa quả hành đào đó cho bệnh nhân nào dì gặp đầu tiên ở hành lang. Chương 9. Đối với bá tước Baron Massy, thủ hiến miền cao nguyên Pyrenees, Bernadette Soubirous quả là nguồn rắc rối bất tận. Mỗi bước đi của ông để ngăn chặn bà lạ đều rơi vào thất bại và chống đối. Các bộ trưởng nội các đều đổ lỗi cho ông chưa làm hết bổn phận. Ông đã hai lần chờ đợi đức giám mục ở tiền đường, nhưng chỉ nhận được
lời trách móc nặng nề. Ông cay đắng ra về, trong lòng ghét cay ghét đắng cô gái nhỏ lộ đức Bernadette Soubirous. Mọi nỗ lực kết án cô ta về tội lừa dối đều đi đến số không. Dẫu sao, Maxi vẫn còn vũ khí khác trong kho. Ông toan tính sử dụng và lần này phải thành công. Ngài Maxi nhân mặt đọc lại bản tường trình của Ủy ban Y tế do các bác sĩ đã khám nghiệm Bernadette. Ngoại trừ bệnh hen suyễn bẩm sinh, sức khỏe Bernadette bình thường. Cô bé không bao giờ bị nhức đầu hoặc rối loạn thần kinh. Có lẽ cô gái hơi mẫn cảm với những tiếp xúc bên ngoài và rất dễ là nạn nhân của các thị kiến, ngay cả hoang tưởng. Có thể rằng các tia nắng trên hang Massabielle đánh lừa cô ta như thể xem thấy các cuộc hiện ra. Thực tế, các người ký tên dưới đây đều có ý kiến về tình trạng ngất ngây là gần giống như mộng du. Đây là căn bệnh tâm lý mà chúng tôi hiện biết rất sơ sài. Tuy nhiên, nó không làm hại sức khỏe đương sự bao nhiêu. Bản phúc trình quá thận trọng làm bá tước Baron Massey không hài lòng. Vừa lúc đó, người ta báo cáo nhà tâm lý học giỏi giang đã đến. Ông là một nhân vật dễ mến, có bộ râu hung đỏ rất đẹp, là giám đốc bệnh viện tâm thần gần thị xã Phu. Bá tước nghe tiếng tăm và đã cho mời ông đến. Bá tước Massey giải thích các vấn đề trước mắt. Rồi ông cho biết văn phòng công tố được quyền quản chế những công dân nào xem ra có bệnh về trí khôn trong dân cư. Nếu có chuẩn nhận của bác sĩ chuyên môn. Ông giám đốc nhà thương tâm thần nghe xong mỉm cười. Vâng, thưa quý ngài bá tước. Có một trường hợp ở giữa cầm tù và tự do. Tôi thường cho áp dụng vào những tình huống khó xử. Đơn giản là đặt đương sự dưới quyền giám sát. Bá tước tình trường hài lòng về sáng kiến của ông giám đốc. Thực ra, ông khách có bộ râu hung đỏ đã đoán đúng ý định của ông và nói ra những điều cần nói. Bá tước tươi cười đồng ý. Ôi quá thật, thưa giáo sư, đây là ý kiến rất tốt. Sáng hôm sau, nhà tâm lý học và cô gái lộ đức Bernadette đối đầu với nhau ở bệnh viện các gì Nevers. Trong cuộc tranh luận dài không cân sức về học vấn, mục tiêu là để tìm đưa ra ánh sáng yếu điểm trí tuệ của Bernadette. Nhưng cô bé đã làm cho nhà khoa học thất vọng. Cô biết rõ khi nào mặt trời mọc vào tháng 7. Tên của vị vua đang cai trị nước Pháp. Cô có thể tính nhầm 5 lần 7, nhưng không thể nhân miệng 17 nhân 18. Cô gái nói, chính ông cũng phải vẽ con số ra trước đã. Khi được hỏi về các biến cố mấy ngày qua, cô kể lại trôi chảy, mạch lạc theo thứ tự thời gian. Hai dì Phước trẻ có mặt trong các cuộc phỏng vấn khúc khích cười. Những câu trả lời của Bernadette còn đẩy giáo sư tâm lý Uyên Bác vào chỗ ngớ ngẩn. Cuối cùng, ông yêu cầu được ngồi một mình với cô bé. Mẹ bề trên đồng ý, nhưng bà ngầm báo tin cho cha mẹ Bernadette và linh mục chánh xứ. Tâm lý gia dâu đỏ mời Bernadette ngồi tự tin trên một chiếc ghế bành. Ông nói, vậy thật sự em đã trông thấy Đức Mẹ Đồng Trinh ngoài hang đá sao? Bernadette lễ phép trả lời, thưa ông, con không hề nói như thế. Con chỉ gặp một bà lạ ở hang Massabien thôi. Thì bất cứ ai xem thấy bà lạ không tồn tại
là kẻ đãng trí. Cô gái nhỏ giải thích rõ ràng. Thưa ông, con đã từng gặp bà. Nay thì con không còn được gặp nữa. Bà đã đi xa rồi. Như vậy, ông không thể nào ghép con vào hạng người đãng trí được. Nhà tâm lý tài giỏi bị bất ngờ. Ông kinh ngạc về sự khôn ngoan của đứa trẻ, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp. Con nghe đây, liệu con muốn thực sự tỉnh táo hay không? Con sẽ được vào tạm trú trong một ngôi biệt thự sang trọng vài tháng. Rồi còn được đối xử như công chúa, ăn kẹo, sô-cô-la và kem. Vậy con thích chứ? Thưa ông, con chưa hề được ăn những thứ đó. Nhưng con nghĩ mình cứ ở lại đây thì tốt hơn. Ông dâu đỏ mỉm cười. Con này, không lâu lắm đâu, chỉ vài ba tuần lễ là cùng. Con sẽ tỉnh táo, mạnh khỏe và sẽ về nhà. Từ đấy, không còn trông thấy thị kiến bà lạ nữa. Sẽ đủ can đảm để chiến đấu với những nhọc nhằn của cuộc sống. Nhưng thưa ông, con không sợ khó khăn. Nhà con vốn nghèo, chúng con buộc phải lam lũ hàng ngày để kiếm sống. Nói xong, Bernadette đứng phắt dậy, chạy ra khỏi phòng họp và đi về nhà mình, để mặc ông giám đốc bệnh viện tâm thần ngồi trơ vơ một mình. 2 giờ sau, ông và công tố viên hoàng gia Dutour lại đến tận nhà Casho. 2 người hơi bất ngờ khi thấy cha chánh xứ Peramal với thân hình hộ pháp đứng chắn ngay giữa cửa, cản lối vào nhà. Ông dâu đỏ lễ phép nói. Kính chào cha chánh xứ. Ôi, thật không ngờ. Được hân hạnh gặp ngài ở đây. Chúng tôi đến đây nhân danh nhà nước. Chúng tôi có bằng chứng của Ủy ban Y tế xã nói rằng đứa nhỏ ở đây mắc bệnh tâm thần phân liệt, không bình thường. Ngài tỉnh trưởng muốn đặt đương sự dưới sự giám sát của chúng tôi. Linh mục chánh xứ dường như phình to hơn nói. Ồ, thưa ông giáo sư, thế các ông đã từng xét nghiệm em này? Vậy tôi xin hỏi, liệu Bernadette có đúng là một con điên hoặc một đe dọa cho an ninh công cộng không? Ôi lạy Chúa, thưa cha xứ, ai dám công bố như thế? Cô bé nhà ta đây chỉ phải đặt dưới sự coi sóc của chúng tôi và được chữa trị theo phương pháp khoa học tâm thần. Chỉ có vậy thôi, chứ đâu có gán ghép cho em những điều ghê gớm như thế. Cha chánh xứ mất hết kiên nhẫn và nói to. Đây thật là một trường hợp giả nhân giả nghĩa, một cách trơ trẽn nhất mà tôi từng gặp. Lại đây con, Bernadette Subaru. Ông kẻ dễ sợ thời thơ ấu của Bernadette bây giờ bỗng trở nên người bảo vệ cô gái. Ông lôi em đến gần mình hơn như thể để che chở. Ông nói tiếp. Thưa các ông, tôi biết đứa trẻ này. Ông công tố hoàng gia cũng biết rõ nó. Vậy, ai dám tuyên bố Bernadette là điên khùng, thì chính người đó khùng điên hoặc thứ dân vô lại. Ông công tố hoàng gia và nhà tâm thần học hết dám nói chi. Họ rút lui để điện về Phu xin nhận lệnh mới. Mấy phút sau, 1 giờ chiều, lúc phố xá còn đang vắng vẻ vì giấc ngủ trưa, một chiếc xe ngựa chạm đậu trước căn nhà Casho. Bà Louise và Bernadette Subaru bước lên xe. Cha chánh xứ đang ngồi sẵn trên xe. Họ cho xe chạy về phía các mạch suối Cortres. Linh mục chánh xứ
thu xếp cho hai mẹ con một nơi ẩn an toàn tại xứ ấy. Như vậy, Bernadette biến mất. Ngay cả lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của ngài thủ hiến cũng không thể phát hiện chỗ ẩn nấp của họ. Kính thưa quý vị, chương trình đọc truyện xin được tạm dừng nơi đây. Chúng tôi sẽ phát tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Gian con đọa đây, mẹ ơi, mẹ có nghe nhân thế đang kêu cầu, cây nhờ vào lòng mẹ từ bi xin xoa dịu mọi bệnh tật nơi trần thế này. Trông lên mẹ yêu, xin thương trợ che đỡ nâng con. Mẹ ơi, mẹ ơi, hãy thương đói trong đoàn con. Trần gian giờ đây chìm trong đớn đau khổ sâu. Mẹ ơi, mẹ ơi, từ trên cao ấy có thấu tiếng con cầu nguyện mẹ thương cứu giúp. Mẹ ơi, mẹ có hay giờ tang thương phụ đây. Mẹ ơi, mẹ có nghe tiếng khóc than não nung, nguyện mẹ dù tình sinh thương cứu vớt linh hồn đã lìa chân trong vòng tay mẹ. Trông lên mẹ yêu, xin xoa dịu đi nỗi đau ly biệt. Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin chúc chúc lành cho quý thính giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa thấm hóa chúng ta. Xin giữ chúng con đây. Mẹ ơi, mẹ đói thương thêm sức cho chúng con. Chỉ còn cây vào lòng mẹ thương yêu để vượt mọi sự khổ đau giây phút này. Trông lên mẹ yêu, dâng câu nguyện xin ném bên mẹ lại. Mẹ ơi, mẹ ơi, hãy thương đói trong đoàn con. Trần gian giờ đây chìm trong đớn đau khổ sâu. Mẹ ơi, từ trên cao ấy có thấu tiếng con cầu nguyện mẹ thương cứu giúp. Mẹ ơi, hãy thương đói trong đoàn con. Trần gian giờ đây chìm trong đời.